Hello các em, chúng ta hãy làm thật nhanh 10 câu liên quan đến phần phát âm nào. Câu thứ nhất đáp án của chúng ta sẽ là gì? Câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án C. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là cái phương án C này chúng ta sẽ đọc là career. Thì cái chữ ee ở đây mình sẽ đọc nó thành âm ear, tức là mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi ở trong tiếng Anh nhá. Đấy chính là âm ear. Rồi các bạn nghe kỹ lại từ này nhá. Career. Rồi thế còn các phương án A, B và D thì chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Nào, A chúng ta đọc là sweet. Thì hai cái chữ ee ở đây mình sẽ đọc nó thành âm y dài, chúng ta sẽ ký hiệu như này nhá. Y sau đó là dấu hai chấm. Sweet. Tiếp đến chúng ta có needy. Đừng đọc là needy, hiểu chưa? Đọc là needy. Đây là sweet là sai đấy. Sweet. Đọc nó phải nghe rõ cái âm y cơ. Sweet rồi là gì? Needy. Rồi cái này sẽ là free, cũng thế. Cái từ này của chúng ta cũng sẽ đọc là âm y dài. Như vậy chúng ta có phương án A, B và D, chúng ta đều đọc hai chữ ee thành âm y dài, chỉ có duy nhất phương án C chúng ta sẽ đọc hai chữ ee thành âm ear, đúng không? Thành cái nguyên âm đôi là âm ear. Ok, chúng ta có biết từ needy có nghĩa là gì không? Đây là tính từ, có nghĩa là nghèo túng, thiếu thốn nhé. Bây giờ cô sẽ đọc lại cả bốn phương án này. Career, sweet. Nhớ đừng đọc là sweet nhé. Đừng có lên giọng mà chúng ta hãy xuống dần giọng của chúng ta. Đây là cái ngữ điệu của từ này. Kể cả có một từ thôi chúng ta cũng nên xuống giọng nhé. Sweet. À, cái này là needy. Và cái này là free. Đấy, chúng ta thấy không? Cái ngữ điệu khi mà chúng ta đọc nó sẽ đi xuống. Rồi, tiếp theo câu số 2. Câu số 2 sẽ hơi khó một tí đấy. Bởi vì là cái từ này chúng ta hay đọc sai này. Cái phương án D này chúng ta rất hay đọc sai là support. Nhưng mà đọc như thế là sai nhá. Không đọc là support mà là support. Support. Đọc như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái chữ U ở đây nó không được nhấn, đúng không? Riêng cái từ này thì cái trọng âm của nó chúng ta sẽ nhấn vào cái âm tiết thứ 2. Đấy, trọng âm của từ này sẽ nhấn vào âm tiết thứ 2. Thì cái âm đầu tiên này chúng ta sẽ không nhấn. Chúng ta sẽ đọc nó thành âm ơ ngắn. Support, đúng không? Support. Đấy, không đọc là support giống như tụi hay đọc nữa. Chúng ta hay đọc là sắp, như kiểu sắp xảy ra. Đọc như thế là sai nhá. Mà phải đọc là âm ơ, nhớ chưa? Support. Ok. Thế còn các phương án A, B và C thì chữ U ở đây chúng ta sẽ đọc giống nhau. Chúng ta sẽ đọc là cái âm như thế này. Cái âm như này. Chúng ta sẽ ký hiệu trong tiếng Anh nó là âm như thế này. Đấy, chữ U ở đây. Đây là chữ cái, thế còn âm thì mình sẽ ký hiệu là như thế này nhá. Cụ thể phương án A, chữ U ở đây sẽ đọc thành hay cái từ này chúng ta sẽ đọc là gì đây? Sudden. Cái này sẽ là gì? Humble. Và cái này là sẽ là fond. Đấy thì cái âm này, cái ký hiệu âm này ấy thì nó, người Việt mình thì hay gọi nó là âm Á. Nhưng mà thực ra thì cái cách đọc thì nó không hẳn là giống âm Á ở trong tiếng Việt đâu. Đấy, chúng ta để ý âm Á ở trong tiếng Việt đọc như này. Á, đúng không? Tức là chúng ta mở rộng miệng ra và miệng chúng ta căng sang hai bên, đúng không? Á, đấy, chúng ta căng miệng sang hai bên. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta đọc cái từ, đọc cái âm này thì đọc đúng ạ, thì chúng ta không hề căng miệng một chút nào. Tức là chúng ta phải thả lỏng miệng của chúng ta ra. Thả lỏng miệng của chúng ta ra, tức là chúng ta để miệng ở trạng thái thả lỏng. Đấy, sau đó chúng ta hơi hé miệng và chúng ta phát âm luôn. Đấy, chúng ta sẽ đọc là để chúng ta thả lỏng miệng ra nhá. Và cằm của chúng ta, khi mà chúng ta phát âm thì cằm của mình hơi hạ xuống một chút thôi. Ok. Đấy, ví dụ chúng ta có sudden. Rồi chúng ta có humble và fond. Ok. Đấy thì nhiều người cứ nói là đọc giống như kiểu âm Á ở trong tiếng Việt, và như kiểu giống âm Á trong tiếng Việt thôi, nhưng mà thực chất thì bản thân hai cái âm này nó khác nhau đấy. Âm Á ở trong tiếng Việt đọc rất là căng miệng ra hai bên. Thế còn âm này chúng ta đọc, chúng ta phải nhớ thả lỏng miệng của chúng ta ra nhá. Đây là chúng ta mở miệng. Đấy, chúng ta để miệng của chúng ta ở trạng thái thả lỏng. Đấy, sau đó chúng ta phát âm. Cằm của chúng ta hơi hạ xuống một chút này. Ok, đấy. Nhớ là phải thả lỏng hoàn toàn miệng, thả lỏng hoàn toàn cơ miệng. Rồi, tiếp theo câu số 3. Câu số 3 của chúng ta cũng gặp cái từ này luôn. Thì câu số 3 của chúng ta thì đáp án sẽ là gì? Các bạn nhìn kỹ đi. Đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Nó sẽ là phương án D. Đấy, câu số 3 sẽ là phương án D. Câu 2 cũng là D luôn nhá. Đấy, chúng ta có từ support. Đó.
Câu số 2, cô nói qua thêm một câu số 2 một chút là cái phương án B này thì chúng ta sẽ, cái nghĩa của nó có nghĩa là gì nhỉ? Humble, nó là một cái tính từ có nghĩa là thực ra có rất nhiều nghĩa. Thế thì nó có thể có nghĩa là khiêm tốn hoặc là nhún nhường, đấy chưa? Humble, hoặc là humble nó cũng có thể hiểu, nó cũng có thể được dùng để mô tả một cái xuất thân hèn kém. Đấy, humble, humble, đấy chưa? Nhớ là khi chúng ta đọc cái âm này, đấy, miệng thả lỏng, humble, humble, đấy chưa? Rồi, thế thì bây giờ quay lại cái câu số 3. Câu số 3 thì đáp án của chúng ta sẽ là phương án D. Ở đây là cùng là chữ O, đúng không? Cùng là chữ O, thế nhưng mà cái phương án D này mình sẽ đọc là gì? Contest. Đấy, contest. Đấy là đọc theo kiểu thực ra đọc contest, contest. Đọc theo kiểu Anh á thì cái chữ O này chúng ta sẽ đọc nó thành âm O ngắn. Đấy, nhá. Contest. Đấy. O, contest, đúng không? Có nghĩa là một cái cuộc thi. Đấy, thế thì đọc nếu mà bạn nào đọc theo kiểu Anh Mỹ thì nó sẽ đọc thành âm A dài. Đấy, riêng cái trường hợp này thì đọc theo kiểu Anh và Anh Mỹ thì nó sẽ hơi khác nhau một chút. Nếu mà Anh thì sẽ đọc theo kiểu là âm O ngắn, contest, O, contest. Đấy, thế còn Anh Mỹ thì mình sẽ đọc như kiểu A dài, contest, đấy, A, contest, đấy, kiểu như vậy. Rồi, thế còn các phương án A, A, B, C thì sao? Thì cái chữ O ở đây mình cũng sẽ đọc giống như trường hợp trên, tức là mình sẽ đọc giống như kiểu là âm Á. Đấy, giống như kiểu thôi chứ không phải là âm Á đâu nhá. Nhớ là chúng ta phải thả lỏng miệng ra. Đấy, cụ thể chúng ta sẽ đọc là money, money, money. Thả lỏng miệng và cầm hơi hạ xuống một chút. Đấy, money. Cái này là one, one. Không đọc là one nhớ chưa? Cái từ này số 1 ấy, rất nhiều bạn đọc one, one đọc thế là sai nhá. Phải là one, one. Đấy, và cái này là love, love. Ok, rồi. Đấy, như vậy là câu này đáp án của chúng ta cũng là phương án D luôn. Đó, có nhớ là có hai cách đọc. Anh sẽ đọc là contest, tức là đọc thành âm O ngắn. Thế còn Anh Mỹ sẽ đọc thành âm A dài, contest. Đấy, contest. Ok. Rồi, câu số 4 nào. Trường hợp của câu số 4, các bạn nhìn kỹ đi xem đáp án sẽ là cái gì. Câu này, đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. Đấy, cũng là cái chữ cái là O, R. Thế nhưng mà ở cái phương án A thì nó sẽ đọc khác với cả phương án B, C, D. Cụ thể là cái phương án A này mình sẽ đọc là work, work. Tức là gì? Cái chữ O, R ở đây mình sẽ đọc nó thành âm Ơ dài nhá. Đấy, R, work, được chưa? Work, đấy. Thế còn các trường hợp B, C, D thì mình sẽ đọc thành gì? Mình sẽ đọc nó thành âm O dài. Đấy. Ok, ví dụ phương án B mình sẽ đọc là report or. Đấy là cách đọc của âm O dài. Cách đọc này thì nó hơi theo kiểu Anh Mỹ một chút thôi. Or, report. Thế còn cái này là born. Thế còn cái này là support, đúng không? Nhớ không đọc là sắp nhớ chưa? Không phải là sắp như kiểu sắp xảy ra đâu mà là sờ. Âm Ơ ấy nhớ chưa? Support. Đó, support. Đấy, nhớ cách đọc của âm này. Thế còn cái này là or, tròn miệng nhớ chưa? Tròn miệng bởi vì đây là âm O dài. Rồi, cô đọc lại cả bốn phương án này. Work, report. Nhớ cái từ này trong âm nhấn vào âm thứ hai nhá. Report. Tiếp chúng ta có born và support. Rồi, tiếp theo câu số 5 là trường hợp của A, R. Thì câu này đáp án của chúng ta là gì đây nhỉ? Câu này đáp án là phương án C. Đấy, câu này đáp án là C. Thế thì cái từ này mình đọc là gì đây? Đây là từ này có nghĩa là sự nóng lên, đúng không? Ví dụ như là sự nóng lên của toàn cầu chẳng hạn. Chúng ta có cụm từ là global warming. Đấy, thì cái AR ở đây mình sẽ đọc thành âm gì? Mình sẽ đọc thành âm O dài các bạn nhé. Cái âm này khi mà chúng ta đọc chúng ta tròn miệng là được. Đấy, warm, warming, được chưa? Warming, warm. Chúng ta thấy nó tròn miệng đúng không? Warm, warming, được chưa? Rồi, thế còn AR ở các trường hợp khác thì mình sẽ đọc nó thành âm A dài. Đấy, âm A dài giống trường hợp này này. Âm A mà có dấu hai chấm á, thì gọi là A dài. Được chưa? Đấy, âm A dài chúng ta đọc chúng ta nhớ há to miệng ra. Như kiểu khi mà bác sĩ đi ra ngoài khám, nha sĩ khám răng ấy, bác sĩ bảo chúng ta há to miệng ra. Thì chúng ta hãy há ra O,
O, đấy kiểu như thế, há to miệng ra. Và cái âm này thì chúng ta càng há to ra thì cái âm của nó sẽ chúng ta phát âm, cái vị trí phát âm của nó sẽ ở trong cái vòm họng của chúng ta, thì lúc đấy nghe nó sẽ hay, được chưa? O, O. Đấy, và chúng ta sờ đây dây thanh quản, nó sẽ rung ở cái chỗ này. Đấy, nào chúng ta đọc cho cô nào. Alarm, alarm. Đấy, há to miệng ra nhá, kiểu đi khám nha sĩ chưa? O, O, alarm. Rồi cái này là gì đây? Army, đúng không? Army. Và cái này đọc là gì? Article, article. Đấy, kiểu như vậy. Rồi, như vậy, phương án của chúng ta, đáp án của chúng ta sẽ là C. Đấy, đọc tròn miệng nhá. Warming, warming. Thế còn những cái kia là alarm, army và article. Article thì nó có thể có nghĩa là bài báo hoặc có nghĩa là mạo từ, đúng không? Tiếp theo, câu thứ 6. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn đi xem chúng ta hãy đọc qua 4 từ này một lượt, sau đó chúng ta hãy cho cô đáp án xem chúng ta nghĩ rằng là cái từ nào sẽ có cái phần gạch chân phát âm khác với cả những từ còn lại. Nào, câu thứ 6 đáp án sẽ là gì đây? Đáp án của chúng ta sẽ là phương án C, đúng không? Từ này khá là dễ đây. Đấy, khá là dễ đây. Rồi, thì cái phương án C này mình đọc là gì? Bad, bad, đúng không? Cụ thể là cái chữ E ở đây mình sẽ đọc thành âm gì? Âm E, đúng không? Bad. Ok, rồi. Thế còn các phương án khác thì mình đọc là gì nhỉ? Các bạn nghe cô đọc một lượt nhá. Region. Đấy, region. Tiếp chúng ta có fever, fever. Rồi có evening, evening. Ở đây chúng ta thấy là gì? Tất cả những cái phương án A, B và D thì cái chữ E của chúng ta mình sẽ đọc thành âm Y dài. Nhớ chưa? Âm Y dài. Đấy. Cái âm Y dài thì chúng ta khi mà chúng ta đọc á, chúng ta kéo miệng sang hai bên và miệng của chúng ta nó phải căng. Nhớ chưa? Kéo căng sang hai bên. Giống như kiểu khi chúng ta đang cười ấy, đúng không? Nào các bạn nhỉ? E, đúng không? E. Rồi sau đó chúng ta đọc là gì? Region. Đó, region. Rồi chúng ta có fever. E, fever. Rồi evening. Evening. Từ này thì mình cố gắng là mình chỉ đọc thành hai âm tiết thôi là evening nhá. Đừng có đọc là evening như chưa? Đọc thành ba âm tiết là sai đấy, như chưa? Evening. Ok. Rồi, như vậy nhớ nhá. Fever có nghĩa là cơn sốt. Đấy, có thể các bạn không biết từ này, fever là cơn sốt, thế còn region có nghĩa là vùng. Cái từ region á, thì nó cũng bằng với cả từ area, có nghĩa là vùng, nhớ chưa? Rồi, tiếp theo câu số 7 nào. Nào, các bạn sẽ nhìn qua một lượt đi để chúng ta xem từ nào có cái phần gạch chân đọc nó sẽ khác với cả các từ còn lại. Đáp án của chúng ta sẽ là phương án D, đúng không? Từ này sẽ đọc là where, where. Đấy thì EA ở đây mình sẽ đọc nó thành một cái nguyên âm đôi. Đấy, mình sẽ đọc thành nguyên âm đôi chính là âm air, air. Đó, chính là wear, wear. Ok, có nghĩa là mặc ấy, đúng không? Wear, mặc. Ok, thế còn những cái phương án A, B và C thì mình sẽ đọc là gì nhỉ? Đấy, các bạn nghe cô đọc các phương án còn lại nhé. Weather, weather. Health, health. Death, death. Ok, đấy thì EA ở đây mình đọc là âm gì các bạn? Mình đọc là âm E, đúng không? Đọc là âm E. Giống như cái trường hợp trên này này. Đấy, E, E. Weather, weather. Health, health. Và death, death. Ok, death có nghĩa là cái chết ấy. Chứ còn weather có nghĩa là thời tiết. Health có nghĩa là sức khỏe. Ok, tiếp theo câu số 8 nào. Câu số 8, các bạn đọc qua một lượt cả 4 từ này đi, sau đó xác định xem đáp án là cái gì. Đáp án của chúng ta chính là phương án A, đúng không? Ở đây chúng ta có từ này đọc là kilt, kilt. Đây là một cái trang phục dân tộc của người Scotland, tức là váy. Trang phục của người Scotland, trang phục dân tộc của họ ấy là váy đấy, đúng không? Như kiểu đàn ông có mặc váy ấy, sau này có kẻ caro ấy, đấy. Thì cái này gọi là cái từ này mình sẽ đọc là kilt, kilt, nhớ chưa? Kilt. Đấy. Ok, thì cái chữ Y ở đây mình sẽ đọc nó thành âm Y ngắn thôi nhá. Y ngắn thì khác gì với cả Y dài các bạn nhỉ? Khi mà chúng ta đọc Y ngắn thì miệng chúng ta thả lỏng ra, còn Y dài chúng ta sẽ căng ra hai bên, đúng không? Đấy, Y ngắn thả lỏng nhá. Y, Y, kilt, kilt. Ok, kilt. Rồi, thế còn các trường hợp B, C, D thì cái chữ Y ngắn ở đây mình sẽ đọc là gì? Nào các bạn nghe kỹ cả ba từ này nào. Drive, ice, alive. Đấy, thì Y ngắn ở đây mình đọc là gì đấy? Mình sẽ đọc thành âm gì? I, đúng không? Tức là mình sẽ đọc thành một cái nguyên âm đôi nhá. Đọc thành nguyên âm đôi ở đây chính là âm I. I, I. Ok, drive, ice và alive. Ok, alive có nghĩa là vẫn còn sống. Trái nghĩa với nó sẽ là từ
từ dead, dead là chết. Đấy, trái nghĩa của nó sẽ là từ này này. Dead, chết. Đây là tính từ nhá, cho nên mô tả cái trạng thái của ai đó, hiểu chưa? Đấy, trạng thái đã chết là gì? Dead. Thế còn trạng thái vẫn còn sống là alive, ok? Tiếp tục câu số 9 thì ở đây cũng là trường hợp phần gạch chân là chữ AR. Thì nó cũng giống như một cái câu mà trước đấy chúng ta đã làm đó. Bây giờ chúng ta nhìn 4 phương án xem đáp án của chúng ta sẽ là gì. Câu này đáp án sẽ là phương án D. Đấy, cái từ này đúng không? Chúng ta đọc là gì đấy? Mình sẽ đọc là award. Award. Thì cái này á, mình nhớ là mình sẽ đọc nó thành âm O dài, hiểu chưa? Đấy, award. 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 Đấy, thì đọc nó giống như cái từ warming lúc nãy đúng không? Warming. Warming. Ok. Thế còn các cái phương án A, B và C cũng là AR nhưng mà mình sẽ đọc thành âm A dài. A dài giống như kiểu đi khám nha sĩ, chúng ta sẽ há to miệng ra mark đúng không? Mark. Đấy, mark. Rồi chúng ta có gì? Starving và start. Start. Đấy, không đọc là start start nhớ chưa? Đấy, tức là miệng của chúng ta há to ra, càng há to ra thì nó sẽ càng đúng nhiều hơn. Đấy, start, được chưa? Ok, rồi như vậy câu này đáp án là D. Cái từ này có nghĩa là danh từ thì nó sẽ có nghĩa là giải thưởng. Thế còn động từ thì sẽ có nghĩa là trao giải nhá. Thế còn starving, chúng ta có từ starving thì từ này nó có nghĩa là chết đói, bằng với cả từ hungry. Đấy. Rồi tiếp theo nào, câu số 10. Câu số 10 đáp án sẽ là cái gì đây? Chúng ta nhìn thật nhanh. Thì câu này đáp án cũng là phương án D. Đấy, cũng là AA nhưng cái từ này mình sẽ đọc là spread. Spread. Tức là cái AA ở đây mình sẽ đọc thành âm E. Thế còn các phương án A, B và C thì mình sẽ đọc là gì? Mình sẽ đọc thành âm Y dài. Nhớ là Y dài thì chúng ta sẽ phải căng miệng, hiểu chưa? Đấy, ví dụ phương án A là measles. Đó, measles. Từ này có nghĩa là bệnh sởi đấy. Measles. Đúng không? Thế còn cái này là meal. Meal. Thế còn cái này là reveal. Reveal. Không đọc nhé, các bạn chú ý nhé. Những cái từ như này không đọc là meal, hiểu chưa? Các bạn đọc là meal là e, e, u, il. Đọc như thế là dài, hiểu chưa? Không đọc là meal. Đấy, mà mình đọc là meal. Âm y, nó vẫn là âm y. Sau đó mình uốn lưỡi lên. Đấy, meal. Meal. Ok. Cái này cũng thế. Reveal. Reveal. Ok. Đấy, không đọc là reveal. Meal, hiểu chưa? Đọc như thế là sai hết. Đấy, chú ý, chính vì đọc sai cho nhiều khi mình không biết đáp án là cái gì đúng không? Thì nhớ là trong tiếng Anh nó không có âm yêu, hiểu chưa? Nó chỉ có âm y dài thôi. Đấy, cô đọc lại cả bốn cái từ này nào. Spread, đúng không? Spread nó có nghĩa là lan tỏa, lây lan. Đấy, thế còn tiếp nào, measles đúng không? Measles có nghĩa là bệnh sởi. Rồi meal có nghĩa là bữa ăn và reveal, reveal có nghĩa là tiết lộ. Ok, rồi nếu mà chúng ta cảm thấy muốn cô làm thêm những cái video như này thì chúng ta hãy nhớ like, nhấn vào like và nhớ để lại comment phần phía dưới và đừng quên subscribe kênh YouTube của cô nha. Bye bye các em.